Nãy giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh nữa. Chưa, nó cứ mê man như vậy hoài. Miệng thì cứ kêu tên một người thuốc, thì thuốc ở ngoài thị trấn lẫn con. Nếu mà đi bộ từ đây tới đó rồi quay về, mất cả tiếng đồng hồ đó con. Xa vậy hả bà? Không có tiệm nào gần đây hơn sao? Không, ở đây chứ đâu phải ở thành phố đâu con. Có tiệm thuốc là may rồi, xa mấy mình cũng phải chịu thôi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Con sợ đi mua thuốc lâu quá ảnh chịu không nổi. Không sao đâu, để bà đi mua cho. Con xuống nấu cho nó nồi cháo giải cảm, ăn cũng tốt lắm. Mà dạ. Con biết nấu cháo giải cảm không? Để bà chỉ cho. Nấu cháo xong rồi cho lá tía tô với hành củ sắc nhỏ, rồi cho tiêu vô, cho nó ăn nóng rồi ra mồ hôi là giảm sốt liền hà. Dạ. Tía tô với hành lá có sẵn sau vườn nhà đó, khi nào cần con cứ ra đằng sau mà cắt. Dạ con biết rồi bà. Hay là bà để con đi mua thuốc cho. Xa vậy mà để bà đi con thấy áy náy quá à. Thôi áy náy cái gì, cứ để bà đi mua cho. Con vô nấu cháo cho nó ăn liền đi. Dạ. Thôi bà đi nha. Dạ. Quân, Quân, Quân ơi, đừng bỏ anh Quân ơi, Quân, 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 Quân. Cũng may là anh tỉnh rồi, chứ không em lo lắm. Quân ơi, Quân, em không phải là Quân, em là Minh Thư. Tại sao ông trai lại cướp mất Quân của anh chứ? Anh đừng đau buồn về chuyện đó nữa. Chuyện gì qua rồi mình cho nó qua đi. Anh nghỉ ngơi để em nấu cháo giải cảm cho anh nha. Anh không sao đâu, em đừng có lo. Cái gì mà không sao chứ? Trán anh nóng như vậy mà anh nói là không sao hả? Anh đã nói là không sao mà. Anh nằm nghỉ đi, đừng có ráng nữa, biết chưa? Thôi được rồi, anh chịu thua em rồi đó. Bây giờ chỉ còn một khu này thôi, chắc chắn là thằng Hùng nó đang trốn ở đây. Vậy thì tìm bắt nó nhanh lên. Ê ê ê, ê, ê khoan đã. Chuyện gì nữa? Đã tìm hai khu mà không thấy nó là chắc chắn nó ở khu này rồi. Không lo tìm nó đi còn khoan cái gì nữa. Biết rồi, nhưng mà tao suy nghĩ ra rồi, nhưng mà mình không làm mầm như vậy được. Phải tìm cách nào đó hiệu quả hơn, hiểu không? Cách gì? Cách gì hiệu quả hơn? Bây giờ biết nó ở đây rồi, cách hiệu quả tốt nhất là đi tìm bắt nó. Giờ mà để nó trốn thoát mốt biết nó đâu mà tìm. Trời ơi, phải tính toán thì mới thành công được. Chứ ngu như mày á, chỉ có nước ăn cám thôi. Bây giờ chia làm hai nhóm đi tìm thằng Hùng nè. Ủa, sao lại là hai nhóm? Tao tưởng đi chung chứ. Ê, sao mày ngu quá vậy? Đi đâu? Dân chúng nó chú ý, hiểu chưa? Dân chúng nó chú ý, kệ người ta chứ mắc mớ gì tụi mình đâu mà sợ. Bởi vậy á, thằng Bình xì cái nó nói mày ngu là đúng rồi. Cứ làm ầm lên như vậy á, sang năm mới bắt được nó. Mày chưa nhìn thấy mặt nó là nó chạy mất tiêu rồi.
Là sao? Tao thấy mày nói hay quá. Giờ mày định làm gì? Thì bây giờ chia làm hai nhóm. Nếu nó phát hiện nhóm kia thì nhóm này truy bắt. Rồi lỡ nó không phát hiện thì sao? Thì mày cứ theo dõi đừng có manh động. Rồi âm thầm báo cho tụi tao. Tụi tao sẽ đến yểm trợ mày. Hiểu chưa? À. Thôi kệ mày đi. Bây giờ chia làm hai nhóm. Mày với thằng Bình xì ke, còn tao với Mỹ Trọc. Đi. À, khoan khoan. Cái gì? Thôi bây giờ đi chung tới đằng kia đi rồi tính. Mệt mày quá. Đi. Anh có chắc thằng Hùng ở đây không? Chắc chắn nó còn ở đây. Nó không thể trốn đi đâu được. Vậy bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm hay là sao anh? Ừ, chia ra cũng được. Nhưng nhớ, đừng đánh động con bò. Nếu có gì khả nghi thì nhớ báo cho đồng đội liền. Anh Trinh, nhìn kìa. Thằng Bình kìa. Đúng rồi, anh cũng biết nó nữa hả? Hình như lúc trước có lần nó phạm tội gì đâu, vào công an thì phải. Dạ đúng, anh nhớ đúng rồi đó. Nhưng nó làm gì đi? Em cũng không biết. Nhưng mà anh nhìn mấy thằng đứng chung với nó kìa. Bọn chúng này, anh cũng biết sao? Tụi nó là đàn em của A Long. A Long là ai? Dạ anh mới về làm nên không biết. A Long là tên trùm xã hội đen khét tiếng ở tỉnh mình. Công an đã nhiều lần dây bắt nhưng không được. Còn mấy thằng đứng kế nó là tay sai đắc lực của tên A Long. Vậy sao? Bọn chúng có chuyện gì mờ ám cho nên mới hẹn nhau lén lút như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh Trinh, tụi nó đi rồi, giờ sao anh? Bây giờ chia ra, hai anh theo tôi để theo dõi tụi nó, còn lại chia ra đi tìm tên Hùng. Nhưng nhớ phải giữ liên lạc, có gì báo cáo tình hình cho tôi biết liền. Dạ rõ. Dạ rõ. Trốn ở đâu ta? Sao rồi mày? Tìm nãy giờ có thấy nó đâu? Kỳ vậy ta. Tao nghĩ chắc chắn Hùng phải trốn trong mấy khu nhà quen này. Ai biết đâu tự nhiên hỏi tao. Tao có hỏi mày đâu mà mày trả lời. Tao đang suy nghĩ coi Hùng trốn ở đâu nè. Hai thằng bay không lo kiếm thằng Hùng, đứng làm gì vậy? Sao? Tụi bay tìm thấy thằng Hùng chưa? Chưa. Chắc tụi bay cũng vậy phải không? Ừ. Tao đi vài vòng nhưng mà không thấy gì hết. Đi tìm cũng lo tìm, đi vài vòng là sao? Mày nhiều chuyện quá. Tao vừa đi vừa quan sát chứ không phải chơi đâu. Quan sát cái gì? Đi chơi thì nói mẹ đi chơi đi còn mày đặt. Tao không hiểu lúc đi kiếm mày ngó ngó gì vậy Thẹo. Mày có kế hoạch gì vậy? Tất nhiên tao đâu có rảnh thời gian đâu mà để ý mấy chuyện tào lao. Mà tao để ý trong thị trấn này phần đông là người già và con nít. Ủa, chuyện đó có liên quan gì đến thằng Hùng? Đúng rồi. Tuy không liên quan tới chuyện thằng Hùng nhưng mà liên quan tới tiền. Là sao? Tao tính cướp. Tụi mày thấy sao? Cái gì? Tao định cướp. Tụi mày thấy sao? Đại ca có kêu mày đi cướp đâu. Đại ca kêu bắt thằng Hùng mà. Đúng, đại ca không có kêu đi cướp. Đi cướp á là ý của tao. Rốt cuộc tụi bay có muốn làm không? Sao? Mày làm vậy á coi chừng đại ca đó. Tao làm cái gì cũng có lý do hết chứ không phải tự nhiên. Tao tính lợi dụng cái vụ cướp này để dụ thằng Hùng ra. Lúc đó nó lò mặt ra, mình chỉ việc bắt nó thôi. Là sao? Tụi mày cứ nghe lời tao, thực hiện vụ cướp, cố tình đánh động lên một chút để cho thằng Hùng nó biết. Sau đó nó sẽ xuất hiện, tụi mình chỉ có việc bắt nó thôi. Nhưng mà sao mà mày chắc nó sẽ xuất hiện? Tao chắc chắn là nó sẽ xuất hiện.
chủ yếu là bắt được nó thôi. Còn cướp được bao nhiêu anh em mình chia nhau ra xài, được không? Có lý. Thế sao? Cũng hay. Còn mày thấy sao? Ok, quyết định vậy đi. Tụi nó đang làm gì vậy? Tụi nó đang bao bọc, chắc là có âm mưu gì đó. Sao anh biết? Theo dõi tụi nó nãy giờ, anh không thấy gì sao? Không, tôi chỉ thấy tụi nó cứ đi vòng vòng, nhìn tới nhìn lui, rồi lại đi tiếp. Ngó qua ngó lại, tôi chẳng biết tụi nó đang làm gì nữa. Có thể tụi nó đang muốn tìm gì đó, hoặc là tìm ai đó. Tìm ai à? Ừ. Nhìn bộ dạng của tụi nó, có thể đang tìm ai đó. Nhưng nếu đúng như vậy thì tụi nó tìm ai? Chắc là tụi nó đang tìm thằng nào đó để tính sổ. Tụi này là bọn xã hội đen, thanh toán nhau là chuyện bình thường. Không phải đâu. Nếu tụi nó đi tìm người tính sổ thì tụi nó phải mang theo vũ khí chứ. Nhìn bọn chúng đi tay không cái kiểu này, chắc không phải là tìm người để thanh toán đâu. Thôi kệ chúng đi, hay là mình xông ra bắt cả lũ, đem về tra khảo, bọn chúng sẽ khai ra hết thôi. Đừng manh động, cứ theo dõi xem tụi nó muốn tìm ai. Lúc đó xông ra tấm cả lũ cũng chưa muộn, phải biết đợi chờ chứ. Tư Thiệu hả? Mày cướp ở đây hả? Tao thấy ở đây có gì đâu mà cướp mày. Mày nhìn kỹ xung quanh đi, coi cướp được cái gì thì cướp. Nhìn kỹ ở đây có thấy gì đâu mà cướp chứ. Ê, gì? Tao thấy được mục tiêu rồi. Cái gì? Bộ mày tìm được thằng Hùng rồi hả? Không phải, ý tao muốn nói là mình tìm được người để cướp đó mà. Ở đâu? Mày định cướp cái bà đó đó hả? Mày nhìn kỹ coi, trên người của bà toàn là vàng không. Mình cướp cũng được một mớ chứ bộ. Ừ, vậy đi. Đi thôi. Thôi mua đi chị. Bác sao vậy chị? Đi chạy, đi đó. Lộc hết rồi. Chống tự hả? Thôi tao. Hạ xuống. Hạ mày. Hạ xuống đây. Còn mày đứng đây. La hả mày? Mẹ. Hạ xuống. Sao mày không được nó? Mày im không? Tụi mày có im không? Mẹ. Đứng đâu? Cắt khỏi tụi mày bây giờ. Còn mày nữa, im không? Hả? Cướp xong rồi đó, mày có thấy cái mặt nó đâu? Không ngờ tụi nó lại ra tay cướp cùng. Xong ra bắt tụi nó đen trên. Đúng đó, chúng ta là công an, không lẽ thấy bọn chúng cướp của mà chúng ta đứng nhìn hay sao? Có vẻ bọn chúng đang chờ cái gì đó. Cướp của chỉ là mồi nhử thôi, cứ chờ thêm một lát nữa xem sao. Anh thấy trong người sao rồi? Anh khỏe rồi. Nếu mà bây giờ em có kêu anh chẻ 10 bó củi, anh cũng chẻ được nữa. Cái thằng. Thôi, anh làm ơn nghỉ ngơi giùm em. Cũng may là bà Năm đi mua thuốc cho anh uống đó, chứ không là em không biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Con cảm ơn bà Năm. Có gì đâu mà con cảm ơn. Con khỏe được vậy là tốt rồi đó. Dạ. À, cũng còn nhờ chén cháo giải cảm bạn gái con nấu cho đó. Hình như có tiếng gì đó. Tiếng trẻ con khóc. Ở đâu vậy ta? À,
em ơi, có chuyện gì vậy em? Dì ơi, cướp, có cướp. Cái gì? Có cướp hả? Dạ. Cướp ở đâu? Còn chờ gì nữa anh Trình, tình hình nguy cấp lắm rồi. Đúng đó anh Trình, nếu chúng ta không ra tay á, tôi sợ bọn cướp sẽ trốn mất, lúc đó có muốn bắt cũng không được. Em cứ bình tĩnh, chờ thêm một lát, bọn chúng sẽ không trốn mất được. Sao anh biết? Tôi thấy á, tụi nó sắp bỏ trốn rồi. Mà anh còn nói á, là tụi nó không trốn nữa. Các anh có thấy cái thằng Đạt đứng ngó qua ngó lại không? Thằng đó thì sao? Em có thấy nó có bất thường gì đâu. Anh không thấy nó nhìn ngó xung quanh sao? Tôi thấy cũng bình thường mà. Tụi nó là cướp, tất nhiên là phải để ý đến xung quanh rồi. Đúng là như vậy, nhưng cái cách bọn nó quan sát xung quanh không phải là lo sợ có công an, mà đang chờ đợi một cái gì đó. Ê, anh nói đúng. Cầm cái ông mày lại đi. Đúng là tụi nó đang chờ cái gì đó, nhưng mà là cái gì? Cho dù là cái gì, khi nó đến thì chúng ta sẽ tóm cả lũ. Đến hết chưa? Không hổng á thì gọi em hết đi. Trời ơi, mấy người lấy hết vòng vàng của tụi tôi rồi còn bắt tụi tôi làm cái gì nữa? Con mẫu này, có im miệng không? Không im thì đừng có trách tao á. Tôi lại chút, tôi lại mấy chú đại. Tha, tôi tha cho mặt tao bây giờ. Tha cho mày hả? Im miệng hết chưa? Trời ơi, không để tao giết bây giờ á. Mày im đi, cắt cổ bây giờ. Cái gì mà tao càng nói càng khóc là sao vậy? Hả? Có nín chưa? Nhìn tay. Tụi mày làm gì vậy? Hả? Tiễn hùng, cuối cùng thì mày cũng tới. Anh Trình, thằng hùng kia. Tên hùng ra mặt rồi. Chúng ta ra tay được chưa anh Trình? Cuối cùng mày cũng đã xuất hiện. Lần này mày sẽ không thoát khỏi tay thôi. Mau thả mọi người ra. Được, tao sẽ thả tụi nó ra, nhưng mày phải làm theo yêu cầu của tao. Tụi mày muốn gì? Muốn mày đi theo tụi tao. Đi theo tụi mày? Không, anh Hùng sẽ không đi theo mấy người đâu. Mau thả mọi người ra. Nhỏ này có vậy mà gan quá tụi bay. Biết tụi tao là ai không? Dám lên mặt hả mày? Mấy người là ai thì kệ mấy người. Cũng chỉ là đầu trộm đuôi cướp thôi, có hơn ai đâu mà làm phách. Con nhỏ này mày... Thôi, để đó cho tao. Thiện Hùng, rốt cuộc thì mày có đi theo tụi tao hay là không? Tao không dính dáng đến tụi bay, thì tại sao phải theo tụi bay? Mày nói không dính dáng hả? Mày không nhớ mày đã làm gì sao? Tao không quên, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một thằng đầu trộm đuôi cướp thôi, giống tụi tao, đâu có khác gì nhau. Không, anh Hùng không giống bọn côn đồ mấy người. Tốt nhất cô đừng nên xen vào chuyện của tụi tôi. Cô nên về đi, ba cô đang tìm cô đó. Không, tôi không phải. Chính vì theo tụi bay mà tao bị công an truy bắt. Cái nhà đó chưa đủ hay sao? Tự Đạt. Đạt, ai đừng có bắt con tôi. Tụi bay làm gì? Mày định làm gì với con nhỏ này? Đừng có ép người quá đáng nha. Mau thả đứa nhỏ ra, nếu không tôi sẽ báo công an đó. Bảo đi, thắt tụi mày á. Anh làm cái gì mà cản em vậy? Được rồi, tao sẽ đi theo tụi bay. Anh khóc cái gì? Thôi, mày nhớ đó. Tụi nó đang làm cái gì vậy? Có lẽ tụi nó đang điều định chuyện gì đó với tình hình. Hành động được chưa anh Tình? Không, để chờ một lát xem. Tụi nó muốn giỡn thôi. Con nói cái gì vậy? Anh không thể nào đi theo bọn chúng được. Anh không có sự lựa chọn. Nếu anh không đi theo bọn chúng sẽ làm hại những đứa nhỏ mất.
Nhưng nếu anh đi theo bọn chúng thì người bị hại sẽ là anh đó. Các đồng chí, chúng ta phải di chuyển, bảo vệ thật nhanh để tấn công thật lẹ. Sẵn sàng. Có nổ súng không anh Tình? Chỉ nổ súng để đe dọa khi cần thiết, không được sát thương. Dạ rõ. Rõ. Chuẩn bị hành động. Dạ. Mọi người theo tôi. Anh biết phải làm sao mà. Anh chỉ lo cho em thôi. Em thì có gì mà anh phải lo chứ. Em sẽ không sao đâu. Im hết đi. Tụi bay nói chuyện xong chưa? Mau theo tụi tao về để gặp đại ca. Tao sẽ theo tụi bay về với một điều kiện. Cái gì? Mày tưởng mày là ai mà có quyền yêu cầu với tụi tao hả? Nếu không thì thôi, tao không đi đâu hết. Tụi mày nên nhớ là tao không có sợ tụi mày đâu. Mày dám? Thôi, Tư Đạt. Điều kiện của mày là gì? Tụi bay phải thả những người này ra và không được làm hại họ nữa. Được rồi, tao chấp nhận lời yêu cầu của mày. Cái gì? Mày điên hả Tám Thẹo? Thả người ra rồi lỡ nó trở mặt với tụi mình thì sao? Tao nói là làm, tin hay không tùy tụi mày. Được rồi, tao tính mày lần này. Nhưng sau khi tao thả tụi nó ra, mày phải theo tao về gặp đại ca. Được. Công an đây. Ê, đứng đi kìa. Bây giờ sao? Kìa, mày trọng, giữ lấy con tin đi. Anh đi bộ hùng kia xuống. Giờ tao lên, giờ lên. Thả mày đi nhỏ ra. Giờ lên. Thả tụi nhỏ ra. Mày tưởng tao nghe lời mày hả? Các anh phải làm thôi. Người của tôi đã bao che hết rồi. Tôi nói lại, mày thả mấy đứa nhỏ ra. Nếu mày nghĩ tao thả những con tin này ra thì mày lầm rồi. Mau tránh đường cho tụi tao đi. Đứng lại. Mày mày, mày muốn đi chơi đâu hả? Hả? Được rồi, để tụi nó đi đi. Mày cũng biết điều đó. Đi. Đi. Đứng im. Hùng, mày đã bị bắt. Người mày cần bắt chính là tụi nó, chứ không phải là tao. Chính tụi nó mới là người thực hiện vụ cướp. Mày nói cái gì? Mày không tham gia vụ cướp sao? Chính mày là cướp, tao có quyền bắt mày. Không, anh Hùng không phải như anh nghĩ đâu. Anh ấy là một người tốt. Anh biết em vẫn còn yêu nó, nhưng hãy chấp nhận sự thật đi. Nó vẫn là cướp thì sẽ không bao giờ thay đổi. Không, không phải là như vậy. Bắt nó. Dạ. Đem về kho lúa. Nè. Đi. Đi, đi lên. Anh Hùng. Anh Hùng. Có tin tức gì con Quân không ông? Không, tôi mới vừa điện thoại cho thằng Trình mà vẫn không liên lạc được. Vậy có khi nào nó bị bắt cóc rồi bị làm sao không ông? Trời ơi là trời, con tôi có chuyện gì làm sao tôi sống nổi đây hả trời? Bà bình tĩnh đi, chuyện chưa biết như thế nào mà bà bù lu bù loa lên rồi. Đúng đó má, chị Quân sẽ không có sao đâu. Nay chị đã khác rồi, chị biết tự lo cho mình mà. Nhưng mà con ơi, con đau rồi Quân ơi. Bà đừng có khóc nữa mà. Thank you.
Dấu chân đến đây là hết rồi anh Trình. Bọn cướp này không ngoan thiệt, chúng lẫn vào rừng để chúng ta không tìm được tung tích. Vậy bây giờ mình phải làm sao anh? Tôi cũng chưa biết. Anh Trình, tôi nghe thấy có tiếng con nít khóc. Em cũng nghe thấy như vậy. Đúng rồi, tiếng con nít khóc. Các đồng chí, không sao rồi. Đến đi, đến đi mấy đứa. Đến đi các con. Không sao, để chú đưa mấy đứa về. Có sao không? Chú không sợ quá. Có mấy chú ở đây rồi, tụi con đừng có sợ nha. Không, chú ơi, dẫn về đi chú. Chú biết rồi, nghe chú hỏi nè, tụi con đứa nào có thấy bọn cướp chạy ở đâu không? Dạ, con thấy bọn cướp đi đường này nè chú. Anh Trình, mình đuổi theo được chứ anh? Đúng rồi đó, mình đuổi theo đi anh. Tôi nghĩ không cần đuổi đâu. Sao lại không đuổi chứ? Sao vậy anh? Bây giờ mình đuổi theo vẫn còn kịp đó. Bọn này rất là ranh mà, chúng đã kéo vào rừng lẫn trốn để chúng ta khó tìm ra dấu vết. Với lại anh em mình không có nhiều, vô trọng rất dễ sập bẫy. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Không lẽ mình về tay trắng sao anh? Bây giờ trước mắt mình đưa tụi nhỏ về, rồi tất cả chúng ta tập trung về kho lúa để tra hỏi thằng Hùng. Dạ, dạ, dạ. Cõng tụi nhỏ đi. Lên đây, cứ cõng về. Chào anh. Cô đến đây làm gì? Cô vừa thoát khỏi tên cướp của giết người nguy hiểm, lẽ ra cô phải nghe lệnh Trình nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn vào nói chuyện với anh Hùng một chút thôi. Không được đâu, hắn là tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng mà anh ta bị nhốt vào trong phòng được khóa kín rồi. Tôi chỉ vào hỏi chuyện một chút rồi ra liền mà. Tôi nghĩ là nếu như anh ta muốn hại tôi thì đã hại từ lúc bắt cóc rồi, chứ đâu phải là bây giờ. Nhưng mà bây giờ cô vào không an toàn đâu. Không sao đâu, tuy anh ta là tội phạm nhưng dù sao cũng đã từng yêu tôi. Anh mở cửa đi. Anh cứ mở cửa đi, tôi hỏi chuyện một chút thôi. Thôi được rồi, nhưng mà cô phải cẩn thận đó. Anh Hùng, anh Hùng ơi. Minh Thư. Sao em vào đây được? Anh Trình lo đi bắt bọn cướp rồi, em diễn cớ nói dối anh công an canh cửa nên mới vào đây được đó. Em ngồi xuống đi. Gặp lại em anh rất là vui, nhưng mà bây giờ anh không thể làm gì được nữa. Với tội danh là một kẻ cướp, anh sẽ phải ở tù, trong khi ở nhà chắc mẹ và em của anh đang lo cho anh nhiều lắm. À, hay là mình trốn đi, như vậy anh sẽ không phải ở tù nữa. Nhưng làm sao trốn được? Với lại nếu bị bắt thì tội danh sẽ nặng thêm. Tất nhiên là có cách. Em đã nghĩ ra một kế hoạch rồi, bây giờ anh cứ trốn đi, sau này mình sẽ nghĩ ra cách giải quan sao.
Sao lâu quá vậy ta? Thư, em đóng kịch giỏi lắm. Thôi thôi, mình đi nhanh đi anh. Không được, em hãy ở lại đây. Một mình anh có thể xoay sở được. Nhưng mà nếu em ở lại đây, em sẽ bị bắt đưa về nhà và bị nhốt ở đó nữa. Như vậy vẫn còn đỡ hơn em đi với anh. Em sẽ bị ghép tại đồng lõa. Cho dù em có bị bắt về nhà thì nơi đó cũng là nơi an toàn dành cho em hiểu không? Nhưng nếu mọi người nhìn thấy em như vậy thì cũng sẽ biết là em giải thoát cho anh thôi. Hay là em cứ nằm xuống, giả vờ bị đánh bất tỉnh. Như vậy thì không ai nghi ngờ em được. Thôi, anh phải đi. Kẻo bị phát hiện thì công sức đổ sông đổ biển hết. Nhớ cẩn thận đó. Anh đi. Mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ đâu có khóc đâu con. Mẹ đừng có nói dối con. Dạo này đêm nào con cũng thấy mẹ khóc hết á. Con biết á là mẹ rất lo cho anh hai. Nhưng mà mẹ khóc nhiều á thì con không có giúp ích gì được hết á. Cò ơi, tại sao bao nhiêu chuyện cứ đổ xuống đầu nhà mình vậy? Mẹ bị mất việc, anh Hùng con bị công an truy bắt. Nhà mình nghèo mà bao nhiêu chuyện nó cứ đổ xuống như vậy, làm sao mẹ sống nổi hả con? Mẹ đừng có khóc nữa. Tuy anh Hùng đang phải lẩn trốn nhưng anh chỉ bị quan thôi. Nhất định á là anh sẽ được giải quan. Dạ, gia đình mình sẽ được đoàn tụ mà. Ừ, mẹ cũng hy vọng là như vậy. Cò à. Dạ. Lâu nay anh con không liên lạc về nhà hả? Dạ không, thỉnh thoảng á con cũng ra sân tìm xem coi anh hai có gửi thư hay là cái gì về cho nhà không, mà con không thấy gì hết á. Tại sao lại như vậy? Trước đây anh con vẫn thường liên lạc về nhà mà. Con không biết nữa. Nhưng chắc á là anh không có sao đâu. Con à, không biết nó có liên lạc với con Quân không, hay con thử liên lạc với con Trang. Con hỏi nó xem sao, biết đâu hai chị em nó có tâm sự với nhau. Dạ, để ngày mai con đi học xong rồi con hỏi Trang thử xem sao. Bây giờ mẹ yên tâm, mẹ đi ngủ đi. Ừ, con ra học bài đi. Dạ, để con học một chút rồi con ngủ. Mẹ cứ ngủ trước đi. Mẹ biết rồi. Dạ, mẹ đừng có khóc nữa nha. Thank you.
Sao không có ai canh gác hết vậy? Tôi cũng không biết. Trước khi đi tôi có bố trí người canh gác cẩn thận. Sao bây giờ không có ai hết vậy? Đã không canh gác còn không khóa cửa nữa. Sao vậy? Ai dạ. Thằng không đâu rồi? Tôi không biết. Có ai đó đã tấn công tôi từ phía sau. Người đó là ai? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chuyện đó xảy ra bất ngờ quá. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao anh lại mở cửa? Chuyện là cô Quân đã đến đây muốn gặp Hùng để hỏi chuyện gì đó, nên tôi đã mở cửa cho cô ấy vào. Quân đến đây? Dạ đúng rồi. Lúc đó tên Hùng đâu? Thiệt tình tôi bị ngất xỉu nên tôi không biết. Thiệt là hết nói nổi mà. Có mọi việc canh chừng tên cướp mà cũng không xong nữa. Rồi tới lúc về tôi biết ăn nói với cấp trên sao? Tôi bị lừa. Kể lại thử xem. Lúc anh mở cửa chuyện gì đã xảy ra? Thì tôi mở cửa cho cô Quân vào, rồi tôi đóng cửa lại ngay. Tôi nghĩ là con nói chuyện nhanh thôi, cho nên tôi đứng ngoài chờ. Vậy mà một lúc sau không thấy cô ra. Tôi định gọi, ai ngờ. Sao? Ai ngờ cái gì? Lúc tôi định gọi cổ thì nghe tiếng la của cổ vọng ra, nên tôi vội xông vào thì thấy cô nằm bất tỉnh. Bây giờ cô ấy đâu rồi? Anh Trình ơi, anh Trình, Quân ở đây nè. Quân, Quân, tỉnh lại đi em. Quân à, Quân, Quân, em có sao không? Anh Trình. Anh nè, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi da, đau đầu quá. Em có sao không? Để đưa em đi bác sĩ nha. Em không sao đâu. Em chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Em không thể xem thường được. Biết đâu em bị chấn thương gì đó bên trong mà em không hay thì sao? Để đưa em đi bệnh viện. Không, em không đi bác sĩ đâu. Sao vậy? Thì em đã nói em không sao mà. Anh đừng có lo lắng quá. Thôi được rồi. Nếu có triệu chứng gì bất thường em nhớ cho anh hay liền nha. Dạ em biết rồi. Vậy em có nhớ chuyện gì xảy ra không? Sao em lại ngất xỉu? Em không nhớ gì hết. Có phải tên Hùng đã làm gì em đúng không? Không, không phải vậy. Anh Hùng không làm gì em hết. Vậy tại sao em lại ngất xỉu? Em cũng không biết. Em không nhớ gì hết. Em đau đầu quá. Em muốn về nhà. Thôi được rồi, để đưa em về nhà. Anh Trinh, còn thằng Không Thiên sao? Các anh cứ tiếp tục ở lại thị trấn này để tìm kiếm. Chắc chắn tên Hùng chưa đi xa đâu. Tôi đưa Quân về nhà rồi quay lại liền. Rõ. Về rồi nè. Thực
Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Con đi đâu vậy? Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Mẹ đừng khóc nữa nha. Con chào mẹ. Con là con gái của mẹ đây. Con là Minh Thư. Dạ, con là Minh Thư đây mẹ. Còn con? Con là con của mẹ đây. Con nhớ mẹ lắm. Cho dù đêm có dài, xin hãy tin ngày mai mình sẽ đến. Anh và em suốt đời thuộc về nhau và ta luôn có nhau. Cho dù mai thế nào, khi khó khăn hiện nguy trực chờ phía trước, yêu mình không ngã lòng, cùng chung chia đắng đo của kiếp người. Đã yêu nhau thì xin tin nhau thật lòng, không để cho hờn ghen lắng lo vui.